Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu trở lại thăm anh Thơm bệnh tai biến và tiểu đường, bị lỡ mình, gia đình thuộc hộ nghèo khó khăn ở thành phố Ngã Bảy. Vì đã xem đó, anh Thơm bị lỡ mình luôn, bây giờ nói chuyện cũng không được luôn. À, xin chào chị, hôm nay có A Thiên á, ở Hoa Kỳ có gửi gia đình là 930.000 ha, cho chị mua thuốc và mua gạo lo cho anh Thơm ha. À, xin mời chị. Cảm ơn chị A Thiên nha, cấp cho chị chúc sức khỏe nhiều may mắn. Chuyện này tôi mua thuốc cho chồng con tôi, cảm ơn chị A Thiên. À, tiếp nối lời gia đình, Dương Hậu cũng xin trân trọng cảm ơn tấm lòng Bồ Tát của A Thiên đã gửi 930.000 giúp cho anh Thơm, gia đình có tiền mua gạo và mua thuốc vì anh bị tai biến tiểu đường mà lỡ mình luôn, bây giờ nói chuyện không được. Xin cảm ơn A Thiên, chúc cho A Thiên sống lâu trăm tuổi, gia đình luôn hạnh phúc và bình an. Cảm ơn em rất nhiều, hy vọng rằng được cộng sự của em đã giúp nhiều mảnh đời gia đình và những gia đình khó khăn quê hương Dương Hậu. Xin cảm ơn em. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.